Thưa quý vị, tại phiên họp thường kỳ tháng 5 diễn ra vào chiều ngày 16 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN tại huyện Tân Châu. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao DHN Tân Hội. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu với quy mô đất sử dụng là 320.000 m², công suất thiết kế 140.000 con một năm, tương đương cung cấp 20 triệu trứng một năm. Dự án có tổng vốn đầu tư là 200 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là chăn nuôi gà lấy trứng để sản xuất giống gà chất lượng cao. Tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đầy đủ các thủ tục và thực hiện các thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường, chăn nuôi và các thủ tục khác có liên quan, theo đúng quy định và quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành chăn nuôi, phấn đấu đến cuối năm 2024, dự án sẽ được khởi công.